Dù cho ngày sau giông tố hay khổ đau, dù cho ngày sau em có già có sâu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em. Kể từ ngày hôm đó nhỏ cũng không la ló và cũng không thèm ngó, để mình qua một xó chẳng còn ai chăm lo và mình tìm thấy tự do. Nhưng lại những cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Dù là còn cách đó xa hay gần, núi cao bị lớn sông sầu, thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng. Tình yêu đủ lớn để lo cho em, gió mưa vẫn sẽ có anh luôn ở bên cạnh, dành cả thanh xuân để yêu mình em. Một trong những người rất tỉnh táo, không được đặt đất liền, đặt tiệc luôn, không bao giờ bị lị. Chỉ toàn bóng tối. Và tôi có nghĩ là cuộc đời mình sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối đó, cho đến khi em xuất hiện.
Em đã mang đến ánh nắng ấm áp cho cuộc đời của tôi. Tôi rất là biết ơn em. Tôi cảm ơn em đã mang đến cho tôi nụ cười, mang đến cho tôi ánh nắng của cuộc sống. Vậy tôi biết như thế nào là yêu. Chỉ cho tôi biết phải sống vì một người là như thế nào. Cho ngày sau giông tố hay khổ đau, dù cho ngày sau em có già có sâu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em. Ủa gì ạ? Nước sông không phạm nước giếng, không đụng thì bớt có chạm đi ha. Đang thể hiện sự ngu dốt của mình đó hả? Hay lắm nha. Yeah, I get high. Mùi bất đại chi mùi nấm cà. Cùng mưa mộng thay kia your mom. I got glock, yeah. I got glock, yeah. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng cống tim thanh thơ. Trong giấc mơ thầm đồng rồi ông ngước lại mà nhạc. Bao đau thương có gì chẳng gian anh đón vào mây. Bao gian chứng khổ nghèo này đưa lên phi tiền đi. Biến cương anh một cây bút thần anh tô hoa chanh. Giông tố hay khổ đau, dù cho ngày sau em có già có sâu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em. Hãy subscribe.
che chắn hoa chai gom gom lần lại lần 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 lại mong chờ sự đi kích thắng tự nhiên là đọc một chuyện khờ. Có ra nhiều điều mà anh vẫn chưa nói ra, vì anh cứ cố đứng ngắm lấy em vượt qua cơn em đang ngầm. Mình Duy sẽ hát bài tình ca nha. Vô nè. Anh có cây viết anh diện. Có cây bút nhưng không vùng vẽ hoa. Nếu em có tờ giấy cho anh viết lên vài lời ca, anh không mang theo mây trôi nhanh như là gió nè. Nhưng quên chơi vào xem tiểu sử mình để nhận ước nha. Cho ngày sau em có già có sâu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình nhé. Muốn trúng số còn phải bỏ tiền ra để mua vé số thì mày nghĩ là có cái gì mà miễn phí không? Không, người giỏi họ cũng là người bình thường thôi, nhưng là người bình thường chịu khó nhiều hơn. Không có cái gì là miễn phí, cái gì cũng phải có cái giá của nó hết. Mày không làm thì lấy đâu ra mà giỏi? Không có cái gì trở nên dễ dàng hơn đâu. Chỉ là làm rồi thì mày sẽ trở nên ưu tú hơn. Chị ơi. Ý là trước giờ em theo đuổi chị á, thật sự em hạnh phúc cực kỳ luôn. Nhưng mà kiểu ngại sợ bám như một con đỉa, sợ sẽ làm phiền chị và chị không thích em. Từ ngày mà hôm qua và công khai cho tất cả mọi người biết ấy, thì lúc đó em mới nhận ra là mình đã thành công rồi. Thật sự có được chị rất gian nan, rất nhiều luôn ấy. Không còn gì nói nữa, em chỉ biết là em yêu chị thôi.
Vậy mong tất cả mọi người thông qua video này hãy nhẫn lại vì người mình yêu nhé. Anh sẽ nắm tay em đi khắp nơi trên cả thế giới này, mặc kệ dòng người qua, ta cứ sống khiêm nhường, chỉ xin một lần yêu sao cho xứng đáng một đời người. Anh không kể buồn nhưng không dùng vẻ hoa, nếu em có tờ giấy chắc anh viết lên vài lời ca. Hỏi anh một câu được không? Ừ. Nếu như có một ngày em thích người khác thì phải làm sao? Thì mình cứ thích thôi. Hả? Ở trong cuộc đời này á, em sẽ gặp rất nhiều người. Những người đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, thậm chí là còn tốt hơn anh nữa. Lúc đó em sẽ phải động lòng mà. Không phải. Em đừng có phủ nhận, nó là hiển nhiên mà. Nếu mà anh ta có thể cho em một cuộc sống tốt á, em có thể chọn đi cùng với anh ta. Nhưng mà em phải chắc chắn rằng anh ta sẽ cho em một cuộc sống tốt. Không phải yêu em nhất thế gian này. Ngồi ngay ngắn anh đưa tình em vô trong từ nhà anh. Mẹ anh muốn anh phải có một con người yêu, mà người con gái như em đã khó tìm. Anh muốn cùng em đông bình minh giữa anh. Mãi nay em nhắn sống phải tàn, anh sẽ vẫn còn yêu em nữa không? Dù cho ngày sau giông tố hay khổ đau, cho ngày sau em có già có sâu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em.